Thưa quý vị, với mục tiêu tạo sinh kế cho người dân, có thể khẳng định 10 năm qua, đề án 1956 về đào tạo nghề cho lao động thôn của Thủ tướng Chính phủ được xem như một luồng gió mới, đã và đang làm thay da đổi thịt bộ mặt nông thôn. Thế nhưng với những khó khăn vướng mắc đang hiện tại, dù đã nỗ lực huy động sự vào cuộc của các cấp ngành, song công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn vẫn chưa đạt kết quả như kỳ vọng. Ghi nhận tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Đây là mô hình nuôi chim cuốc tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang. Từ những ngày đầu tiên triển khai, nghề nuôi chim cuốc này được bà con nông dân tự truyền tay nhau kinh nghiệm cũng như các biện pháp kỹ thuật mà không qua một trường lớp bài bản nào. Khi mô hình được nhân rộng, bài toán tìm đầu ra cho sản phẩm là thách thức không nhỏ với bà con nông dân, nhất là ở thời điểm khó khăn vì dịch bệnh như hiện nay. Vì cái sản phẩm của cuốc là tiêu thụ những nhà hàng lớn, các khu du lịch, khu nghỉ dưỡng, rồi các trường học. Cho nên trong năm vừa qua thì dịch bệnh COVID là lan xảy ra, cho nên ảnh hưởng lớn. Cái thứ hai nữa là do cái cúc ở miền Trung, ở miền Trung người ta nuôi nhiều, cho nên cái giá thị trường phải nói là rất là bất bình. Không riêng gì xã Hòa Phước, manh muốn và nửa vời là thực trạng chung khi nói về đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại các xã của huyện Hòa Vang. Do sản xuất nông nghiệp còn mang tính chất nhỏ lẻ, chưa có doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm nông nghiệp cho nông dân, nhiều khu công nghiệp đang trong quá trình xây dựng chưa đi vào hoạt động, nhu cầu tuyển dụng chưa nhiều, nên việc định hướng nghề nghiệp và giải quyết việc làm sau khi kết thúc khóa học còn gặp nhiều khó khăn. Hiện nay độ tuổi nông thôn Hòa Phước rất là khó. Địa bàn hiện nay thì yêu cầu các doanh nghiệp về đây, bởi vì đấy này là trước đây cái vùng thấp lụt. Cho nên các doanh nghiệp cũng như là nhà làm chính nghiệp mai hay khác về đây thì người ta còn bỡ ngỡ, còn thân sợ, ngại. Cho nên những cái yêu cầu mà chỉ biết cái việc làm để mở địa phương này gần đây Hòa Phước hẹt Hòa Chao hẹt Hòa Tiến hay là địa bàn lân cận Hòa Quý thì chưa có. Cho nên cái việc là giải quyết cái độ tuổi nghề thì Hàng Nam rất là gặp khó. Để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, vấn đề hiện nay là cần nâng cao nhận thức của người lao động về tầm quan trọng của đào tạo nghề, quan tâm đến công tác giải quyết việc làm tại chỗ cho người lao động. Vì cái công việc của bà con mà người ta là cũng thường xuyên là người ta bận bịu gì đó thật, khi mở lớp ra vận động là cũng là khó, rồi cái trình độ nhận thức vì bà con nông dân mà, cho nên cũng những tiếp thu mà cái khoa học về cái kỹ thuật ấy, là cũng chưa được nhạy bén, chưa được kịp thời, cho nên là cũng mong rằng tranh là có cái này là quan tâm hỗ trợ thêm để tạo điều kiện cho bà con. Trong chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Lao động Thương binh Xã hội thống nhất yêu cầu các địa phương việc đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn phải gắn chặt với yếu tố thị trường, gắn với nông nghiệp công nghệ cao, dự báo được việc làm và mức thu nhập của người lao động sau khi học nghề, sau đó mới tổ chức đào tạo nghề. Vì đào tạo tránh tình trạng dạy nghề tràn lan, chỉ dạy nghề khi người lao động thực sự có nhu cầu.